Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, Minh Huy mới vừa về một chiếc xe Fortuner máy dầu sản xuất năm 2019 nha các bạn. Tháng 7 năm 2019 thì xe này được công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, Minh Huy giao cho khách. Các bạn có thể xem tình trạng ngoại thất của chiếc xe cũng như là nội thất của chiếc xe thì Minh Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Mọi thứ rất là đẹp nha các bạn. Chủ xe trang bị khá nhiều đồ chơi và phụ kiện cho chiếc xe này. Các bạn có thể thấy đây là cái ốp body kit cản trước với cái ốp nhựa màu bạc và đen, và phía trên của cái ốp này bố trí một cái thanh mạc chrome khá lớn nha. Nó tạo cho chiếc xe có một độ cứng cáp. Thêm vào đó thì hai bên của ga lăng thì được bố trí cái đẹp si mạc chrome cũng như là ga lăng ha. Bình thường thì xe Fortuner bình thường thì nó chỉ là sơn thôi nha các bạn. Còn này chủ xe đã ốp thêm một cái ốp si khá là đẹp. Rồi mình đi một vòng để đánh giá cái phần ngoại thất của chiếc xe. Các bạn có thể thấy độ khuyến khích giữa đây cản và về cũng như là các cái ốp trên về, độ đồng đều của màu sắc của chiếc xe từ cửa trước, cửa sau và về, cộng với đây những cái khe hở, độ liên lạc của chiếc xe này coi như là còn nguyên bản đó các bạn, còn rin luôn nha, chưa đụng chạm gì hết. Đó. Chủ xe bố trí đây ốp chén cửa mạc chrome, ốp này là của hãng luôn nha các bạn. Rồi bố trí cái nẹp đây, nẹp chân kính nha các bạn, bằng inox mạc chrome này. Rồi viền che mưa, đó. Có cái viền mạc chrome phía trên, dán phim luôn nha các bạn. Kèm với đó là chủ xe khá là kỹ trong việc gắn thêm cái bệ bước chân. Bệ bước chân này là cái phần gắn thêm, là cái phần bằng inox ở phía trên nha các bạn. Rất là đẹp. Cùng với cái nẹp ở hai cửa, đây cũng là được chủ xe nâng cấp gắn thêm nha các bạn. Ngoại thất sơ bộ nhìn chung là phụ kiện chủ xe gắn rất là nhiều. Ốp mạc chrome đây ở trên nắp xăng này. Rồi vỏ các bạn có thể xem. Mới lăn bánh được 10.000 cây số thôi các bạn. Sản xuất năm 2019 thì tình trạng của chiếc ngoại thất, động cơ, hộp số và nội thất của chiếc xe này thì hầu như là như một chiếc xe mới luôn các bạn. Các bạn có thể thấy mới chạy chưa hết rồi đây, 10.000 cây số. Xe thì được chủ xe gắn camera gear nha các bạn, camera gear, rồi ốp body kit trên cản, cộng với đó là cái ốp body kit cản sau luôn nha các bạn. Đây phía cản sau và cái ốp chống trầy ở trên cản. Xe thì có hai cảm biến gear phía sau đầy đủ đây. Với đó nữa là ở phía sau cốp sau thì cũng được chủ xe bố trí một cái nẹp ở trên kính nha các bạn. Đây các bạn có thể xem khá là đẹp. Ngoại thất của xe thì Huy đánh giá là còn nguyên bản nha, nước sơn thì còn rin theo xe luôn, chưa có sơn lại lần nào. Thì có một số chỗ sẽ trầy xước nhẹ thì bên Huy sẽ tiến hành sơn lại nha các bạn, sơn lại. Rồi tiếp theo đó là Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong. Đây về nội thất thì chiếc xe này ghế đã được bọc da rồi, nội thất tắp bi cửa màu đen
kết hợp với màu nâu ở phía trên. Đây ghế da nha các bạn, da này chủ xe bọc da xịn luôn đấy, khá là mềm. Ghế da rồi bọc vô lăng nha các bạn, bọc vô lăng. Đây thêm vào đó nữa là tấm lót trên táp lô để nó giảm cái nhiệt độ từ môi trường xuống cái táp lô nha các bạn. Đây đầu DVD, DVD Toyota, DVD của hãng nha. Đây trần nha các bạn, rất là sạch, chủ xe giữ cũng tương đối kỹ mọi chi tiết của đây, còn khá là sáng nha các bạn, keo trùng rồi đầy đủ nha. Lót sàn Simly, bố trí thêm tấm lót chân. Tấm này thì nó có tác dụng là khi mà trời mưa ướt lên thì nó cũng không có chảy lon ra cái sàn, do đó nó có các cái lỗ các bạn. Rồi cái bật lên xuống cũng được chủ xe trang bị cái nẹp chrome nha các bạn, nẹp inox. Đây phía sau nẹp inox phía sau luôn nha. Bên Huy về chủ yếu sẽ tiến hành vệ sinh nội thất lại cũng như là đánh bóng xe lại. Thì chiếc xe này mới chạy được 10.000 cây, mọi thứ còn rất là mới, như là một chiếc xe mới thôi. Rồi mình coi dãy ghế cuối cùng nha. Đây phần phía sau, dãy ghế phía sau thì được treo lên rồi. Nếu như mà mình đi với số lượng ít người thì mình treo lên cho nó gọn. Nếu như mình để đồ, một ít đồ ở phía sau này thì cũng thoải mái hơn. Còn nếu trường hợp mình chạy đủ tải thì mình hoàn toàn có thể gập xuống. Đây các bạn thêm xem mà chắc ghế. Và một cái nữa là chiếc xe này thì mang biển số thành phố nha các bạn. Cho nên là anh chị và các bạn nào mà có hộ khẩu thành phố thì không lo phải tốn chi phí 20 triệu để sở hữu cái phí biển số, ra biển số nha. Rồi Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2019 mà được chủ xe trang bị rất là nhiều phụ kiện như thế này, cộng với đó là biển số thành phố nữa, thì bên Huy đang chào bán xe này với giá là 950 triệu nha các bạn, 950 triệu còn thương lượng. Cho nên là các bạn nào có nhu cầu thì gọi ngay cho Huy để Huy có thể tư vấn rõ hơn cho các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.